الدعاء حق لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ندعو إلا الله. Việc dua, việc cầu xin, đó chính là điều bắt buộc của chúng ta để thực hiện, để cầu xin Allah Subhanahu wa Taala. Và chúng ta không được phép cầu xin bất cứ một thần linh khác ngoài Allah. ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا نصلي إلا لله. لا نصوم إلا لله. لا نحج إلا لله. Và bất kỳ những cuộc hành đạo nào, bất kỳ những việc hành đạo nào thì không phải là sự đúng đắn ngoại trừ nó hướng đến Allah Subhanahu wa Taala. ولا يمكن أن نخاف من الجن، نخاف من أصحاب القبور مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا كان هذا هو الشرك الأكبر. نعم. Và chúng ta không được sợ một thế lực nào khác, sợ một thần linh khác như là jin, như là sợ những người đã chết và đang ở trong ngôi mộ của mình, giống như những gì mà chúng ta đã sợ Allah Subhanahu wa Taala, và đó chính là shirk. لا يمكن أن نذبح لأصحاب القبور. Và chúng ta không được phép hiến tế cho những ai đã ở trong ngôi mộ. لا يمكن أن نقدم الطعام أشياء للأصنام للأوثان. Và chúng ta cũng không được phép thờ cúng bằng thức ăn hay là những cái vật thể đó cho những cái bức tượng. لا يمكن أن نعبد الأحجار الأشجار. Chúng ta không được phép tôn thờ những viên, những hòn đá, những tảng đá hay là những cái cây. أو نخاف منها. Hay là chúng ta sợ từ nó. أحجار لا تضر ولا تنفع. Những tảng đá không hề gây hại cho chúng ta, cũng không gây hại cho những người khác. لا تسمع ولا تبصر. Không biết lắng nghe, cũng không biết thấu hiểu. ولا تستطيع أن تدفع عن أنفسها شيئا. Và yeah. Chúng ta cũng không có bất kỳ những lợi ích nào từ những viên, từ những hòn đá đó. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Chúng ta không được phép tôn thờ bất cứ ai ngoài Allah سبحانه وتعالى.